sụt cân đột ngột, dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng không thể bỏ qua. Hiện tượng cân nặng sụt giảm nhanh chóng không có chủ đích, chúng ta không có thực hiện chế độ ăn kiêng cũng giống như không tập luyện, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, hoặc là chúng ta suy giảm từ 2 đến 3 kg trên một tháng, đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể chúng ta đang mắc bệnh. Nhận biết dấu hiệu sụt cân đột ngột do bệnh lý. Sụt cân do stress, người gặp phải tình trạng căng thẳng do áp lực công việc gia đình trong một thời gian dài dẫn đến chán ăn, gây tình trạng sụt cân nhanh chóng. Triệu chứng chán ăn có liên quan đến một loại hormone mà cơ thể tiết ra khi chúng ta gặp stress. Sụt cân do lượng đường tăng cao, nếu bạn ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân, kèm theo những cái biểu hiện như là khát nước, uống nước rất nhiều, đi tiểu nhiều lần và lượng nước tiểu tăng cao, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, yếu ớt hoặc là tầm nhìn bị giảm sút, có thể bạn đang bị mắc bệnh tiểu đường. Nếu bạn bị sốt và kèm theo các cơn đau nhức kéo dài, sưng hoặc nổi các cục u hạch, hoặc là thấy những cái biểu hiện bất thường trên da, kèm theo cái tình trạng sụt cân đột ngột, đây là những cái dấu hiệu cảnh báo của các căn bệnh ung thư. Khi cơ thể xuất hiện những cái dấu hiệu đáng nghi ngờ, bạn hãy đi đến những cái cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đừng cố gắng lướt qua những dấu hiệu của cơ thể nha. Hub Beauty, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.